Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thời tiết tuần mới tại khu vực Bắc Bộ thì vẫn duy trì trạng thái nắng ấm với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 20 cho đến 23 độ. Tuy nhiên, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ thì sương mù sẽ xuất hiện dày hơn vào khoảng 0 giờ từ 4 giờ cho đến 10 giờ sáng. Vì vậy, nếu quý vị tham gia giao thông vào khung giờ này thì cần chú ý đi với tốc độ chậm, đồng thời giữ khoảng cách với xe phía trước để đảm bảo an toàn. Cũng giống như Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì đều có nắng ấm với nhiệt độ cao nhất không quá là 24 độ. Còn với các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Bình Thuận thì trời có lúc có mưa với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 21 cho đến 27 độ. Còn riêng khu vực Bình Thuận thì nhiệt độ sẽ là 29 độ. Và khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì ngày mai sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông với nhiệt độ cao nhất không quá là 30 độ. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, chiều tối có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ 16 đến 20 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực trung du và vùng núi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng yếu, chiều tối có mưa và mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, sáng sớm và đêm trời rét đậm, nhiệt độ 15 đến 23 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, chiều tối có lúc có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 17 đến 20 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, chiều tối có lúc có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 15 đến 21 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.